khi đang chơi game, người đàn ông đầu độc cả gia đình để trả thù. Sự việc xảy ra tại tỉnh Sisaket, Thái Lan, khi sắc dự án Ian, 29 tuổi, trở về nhà rất khuya trong trạng thái say rượu và bắt đầu chơi game ồn ào trên smartphone trong lúc cha mẹ của anh này đang cố gắng ngủ. Cha của dự án Ian là Chakri Kham Luang, 52, đã phải ra khỏi giường để tắt mạng Huy, phi của gia đình nhằm ngăn cản dự án Ian tiếp tục chơi game ồn ào vào đêm khuya và gây phiền toái cho mọi người tức giận vì không thể tiếp tục chơi game. Sắc đã chửi mắng cha của mình. Ông Chakri đã buộc phải đánh sắc khi anh này đập phá đồ đạc trong gia đình và sau đó cả hai đều bỏ đi ngủ. Nhưng tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đó. Tuy nhiên vào sáng hôm sau, mẹ của dự án Ian, bà Suban, 51 tuổi, khi đang chuẩn bị nấu cơm cho buổi sáng đã kinh hãi khi phát hiện thấy thuốc trừ sâu nguy hiểm chết người nổi lềnh bềnh trên mặt nước giếng của gia đình, vốn được sử dụng để phục vụ cho việc ăn uống. Thủ phạm thực hiện việc này không ai khác chính là sắc dự án Ian tôi nhìn thấy con trai mình đi xuống dưới nhà và bỏ thứ gì đó vào giếng nước lúc 2 giờ sáng. Tôi đã hỏi nó vừa làm gì nhưng nó không trả lời và quay trở lại phòng, nên tôi cũng không nghi ngờ gì. Bà Suban cho biết, tôi biết rằng nó rất dễ nóng giận, nhưng không thể ngờ rằng nó lại muốn đầu độc cả gia đình. Chúng tôi đã nhiều lần chấp nhận cơn nóng giận của nó, nhưng lần này thì mọi chuyện đã đi quá xa. Bà Suban cho biết thêm, gia đình đã quyết định thông báo sự việc cho cơ quan chức năng để nhờ giúp đỡ trong việc kiềm chế hành động bạo lực của sắc. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, sắc dự án Ian đã thừa nhận mình bỏ thuốc trừ sâu xuống giếng nước của gia đình vì vẫn còn cảm thấy tức giận sau khi bị cấm chơi game. Theo các thành viên trong gia đình thì sắc là một con nghiện game và thường xuyên chơi game trên smartphone thâu đêm. Có vẻ như việc chơi game quá nhiều đã khiến sắc gặp vấn đề về tâm lý nên thường hay nóng giận và cáo gắt, đặc biệt khi không được chơi game. Chúng tôi muốn cơ quan chức năng giúp đỡ điều trị cho con trai mình ở bệnh viện vì không muốn sống mà lo lắng nó sẽ tấn công chúng tôi một lần nữa, bà Suban cho biết thêm. Tê Thủy